Hạ Thương xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên kênh News 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: stylist của Blackpink lại có pha chế đồ đỉnh của chóp cho Lisa. BTS khoe video điển trai chớp nhoáng trong trailer của show MTV. aespa bật 2 phút hơn của Việt Nam quẩy cực sung thuộc lầu cả vũ đạo. Bang Si-hyuk tiết lộ lý do chủ chốt khiến BTS từng bị người Hàn chối bỏ trong quá khứ. Sunmi gây sốc với loạt hình xăm hoa hồng nhân dịp comeback. Và sau đây là nội dung chi tiết. Stylist của Blackpink lại có pha chế đồ đỉnh của chóp cho Lisa. Mới đây, những hình ảnh của Lisa khi làm cố vấn vũ đạo trong show Thanh Xuân Có Bạn Ba được hé lộ. Như thường lệ, Lisa lại khiến dân tình phải nức nở khen ngợi body đỉnh cao, hứa hẹn mang tới nhiều màn biểu diễn bùng nổ khi chương trình lên sóng. Và nếu soi xét kỹ hơn, bạn có thể nhận ra một màn chế đồ đỉnh cao của stylist nhà Blackpink. Không nói quá, đây cũng chính là một trong những lý do tại sao bốn cô nàng khắc hường rất được lòng các thương hiệu thời trang lớn. Dân tình đã soi ra cô nàng diện brand của Celine, chân váy Lililulu, Bút Đô Kiêu. Điều đáng nói, thay vì diện brand thông thường như người mẫu, stylist của Blackpink đã cố tình cắt xẻ mẫu áo gốc, chỉ lấy phần viền chữ Celine, sau đó ghép cùng với áo sơ mi dài tay. Lối biến tấu này giúp Lisa có thể thoải mái biểu diễn mà không sợ bị hớ hênh. Đồng thời, việc diện áo sơ mi cũng mang đến cho cô nàng hình ảnh trang nhã, sang chảnh, phù hợp với vị trí cố vấn vũ đạo trong chương trình. Và quan trọng hơn cả là dù quay ở góc nào, Lisa cũng có thể quảng bá được cho Celine, thương hiệu mà cô nàng đang là đại diện toàn cầu. Chỉ một pha biến tấu, stylist của Blackpink thực sự tinh tế, vừa mang đến hình ảnh phù hợp cho Lisa, lại vừa quảng bá Celine một cách quá tài tình. BTS khoe video điển trai chớp nhoáng trong trailer show của MTV. Mới đây, MTV đã công bố tổ chức live show MTV Unplugged, nơi mà các nghệ sĩ sẽ cùng nhau khoe giọng hát trên nền nhạc sống mộc mạc, không còn những âm thanh điện tử màu mè. BTS được giới thiệu là một trong những nghệ sĩ sẽ góp mặt trong dàn lineup của MTV. Giữa thời điểm dịch bệnh vẫn đang hoành hành, người dân không thể tự do đi lại, thì những show âm nhạc online thế này mang ý nghĩa rất lớn cho khán giả. MTV cũng đã tung ra trailer, hé lộ những hình ảnh đầu tiên mà BTS sẽ xuất hiện tại MTV Unplugged. Chỉ vỏn vẹn với 15 giây trailer, người xem vẫn có thể thấy được nhan sắc điển trai lịch lãm của 7 chàng trai nhà Big Hit. Với giọng hát đã được khẳng định, BTS hứa hẹn gây bùng nổ với những tiết mục của mình được hòa âm phối khí lại theo phiên bản nhạc sống. Tuy nhiên, sau khi xem xong trailer của MTV, thì Knet lại chỉ chú ý đến quần áo của nhóm. Cụ thể, Knet thở phào nhẹ nhõm khi thấy 7 chàng trai được mặc đồ vừa người, không còn cảnh tượng bơi trong áo quần nữa. Có thể thấy rằng Knet chẳng quan tâm mấy đến video điển trai của nhóm như thường lệ, mà chỉ quan tâm xem nhóm mặc quần áo có vừa vặn hay không. Khi thấy BTS diện những bộ đồ vest có màu sắc bắt mắt, thanh lịch và quan trọng là vừa vặn, người hâm mộ Hàn Quốc mới thở phào nhẹ nhõm vì bộ mặt của quốc gia không còn kém chỉnh chu nữa. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng BTS còn cần phải cải thiện cả việc làm tóc và make up. Nhìn chung, đội ngũ hình ảnh của Big Hit cần phải chú ý đến vấn đề này nhiều hơn để những sân khấu trình diễn của nhóm không bị mất điểm vì những yếu tố không đáng có như vậy. aespa bật 2 phút hơn của Việt Nam quẩy cực sung thuộc lầu cả vũ đạo. Những tháng gần đây, 2 phút hơn của Pháo đang là ca khúc V-pop có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, vượt ngoài phạm vi Việt Nam. Hết viral khắp mạng xã hội với hàng loạt bản remix, 2 phút hơn lại leo lên top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới, thể hiện mức độ phổ biến rộng rãi của ca khúc này. Độ hot ngày càng được khẳng định và củng cố khi mà ca khúc liên tục được các nghệ sĩ nổi tiếng cover vũ đạo, và mới đây nhất chính là aespa. Trước aespa, thành viên lay của EXO cũng từng quẩy tưng bừng trước điệu nhạc sôi động này. 2 phút hơn được thể hiện bởi Pháo cùng sự phối hợp của producer Masew. Cô nàng cũng từng gây ấn tượng khi xuất hiện tại chương trình King of Rap. Ca khúc này trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và đạt được nhiều thành tích ấn tượng, trong đó có lập kỷ lục top 1 bảng xếp hạng Shazam toàn cầu. Bang Si-hyuk tiết lộ lý do chủ chốt khiến BTS từng bị người Hàn chối bỏ trong quá khứ. Không ai có thể phủ nhận BTS hiện đang là nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại, dù là ở thị trường quê nhà hay trên trường quốc tế. Tuy nhiên, không phải nhóm nhạc nào cũng làm được giống như họ, bởi việc giữ cho cân bằng lực lượng fan Hàn và fan quốc tế là điều rất khó khăn.
Trên thực tế, ngay chính BTS cũng từng chịu sự ghẻ lạnh của fan K-pop tại Hàn Quốc trong một thời gian dài trước khi họ có được thành công như ngày hôm nay. Trên thực tế thì gu của fan Hàn và gu của fan quốc tế luôn không đồng nhất. Sự khác biệt này cũng từng được chính chủ tịch PD Bang Si-hyuk nghiên cứu khá kỹ lưỡng trong quá trình tìm định hướng cho BTS. Trong một buổi thuyết giảng, PD Bang cũng đã tiết lộ lý do chủ chốt khiến nhóm nhạc 7 mảnh ghép này từng bị chính quê nhà chối bỏ. Theo đó, Bang Si-hyuk cho biết rằng yếu tố không thể thiếu trong concept của BTS chính là những câu chuyện, những giả thuyết được lồng ghép đan xen. Tuy nhiên, người Hàn lại từ chối tiếp nhận concept giống như vậy ngay từ lúc ban đầu. PD Bang cho biết, khi tôi lần đầu tiên lên kế hoạch và đề xuất các ý tưởng, các câu chuyện cho BTS, điều tôi nhận thấy rõ nhất chính là các fan phương Tây và fan Nhật Bản đã nắm bắt và hiểu được cốt truyện rất nhanh. Mặt khác, trong văn hóa Hàn Quốc, ban đầu tôi cảm thấy có sự từ chối tiếp nhận ở họ. Cha đẻ của BTS tiết lộ rằng mình từng nhận được nhiều lời góp ý từ fan Hàn. Họ mong rằng muốn anh tạo nên mô hình nhóm nhạc chỉ đơn thuần là các mỹ nam và sau đó để họ trình diễn các bài hát bắt tai và vũ đạo cool ngầu. Nhiều người Hàn không thích việc phải cố gắng hiểu những giả thuyết, những câu chuyện mà họ xem là vô bổ. Một ví dụ điển hình cho điều này chính là khi BTS bắt đầu được fan quốc tế đón nhận từ sau thời Hoa Dạng Niên Hoa. Khi đó họ làm một chuỗi 3 phần về concept này với 3 album liên tiếp và lồng ghép vào đó nhiều giả thuyết và những câu chuyện giả tưởng cho mỗi thành viên. Concept này về sau đã thành concept huyền thoại của BTS. Tuy nhiên ở thời điểm đó, fan Hàn cũng mất một thời gian rất lâu để tiếp nhận concept này của nhóm nhạc nam nhảy Big Hit. Với non-fan Hàn, họ cũng chỉ đơn thuần là thích nghe nhạc của nhóm hơn là đi sâu vào tìm hiểu những giả thuyết ẩn ý bên trong. Tuy nhiên, PD Bang chưa bao giờ từ bỏ ý định có thể làm thay đổi định kiến này của fan Hàn. Bang Si-hyuk vẫn luôn cố gắng chứng minh với fan Hàn rằng K-pop cũng có thể chứa đựng những tầng lớp ý nghĩa sâu sắc, những câu chuyện thú vị thay vì chỉ đơn giản là bước lên trình diễn. Bang Si-hyuk cũng tạo ra vũ trụ song song, nơi mà từng thành viên BTS được giả tưởng có một cuộc sống khác để mở rộng và khai phá thêm thế giới quan này. PD Bang cho biết, việc phát hành BT21 và BTS World cũng là một phần của cách nhìn nhận này. Tôi muốn tạo nên nhiều thế giới quan khác nhau và rất có thể chúng sẽ giao nhau tại một điểm nào đó. Nếu đã là fan của BTS thì chắc hẳn bạn không còn lạ gì với hàng trăm, hàng nghìn giả thuyết được công ty và chính fandom tạo dựng từ sau giai đoạn Hoa Dạng Niên Hoa. Và mặc dù ban đầu bạn đã chối bỏ nó, song dần dần tư duy về K-pop trong fan Hàn đã thay đổi. Họ không còn chỉ tiếp nhận mà còn đánh giá cao những câu chuyện, những ý tưởng, concept mà BTS truyền tải thông qua các sản phẩm âm nhạc của nhóm. Đây cũng được xem là quả ngọt mà PD Bang đã thu hoạch được sau một thời gian dài kiên trì với kế hoạch mình đặt ra cho 7 thành viên. Sunmi gây sốc với loạt hình xăm hoa hồng nhân dịp comeback. Mới đây, Sunmi đã bất ngờ đăng tải loạt bức ảnh mới trên tài khoản Instagram cá nhân của mình. Với phong cách trang điểm đậm dưới ánh đèn màu tím, nữ idol thể hiện nhiều phong cách khác nhau của bản thân, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, điều đáng chú ý nhất trong những bức ảnh mới của Sunmi là hình xăm hoa hồng lớn trên cánh tay phải của cô. Với hai màu đỏ và xanh, hình xăm mới này bao phủ gần như toàn bộ cánh tay của nữ idol, tạo ra một phong cách vô cùng quyến rũ và mới lạ. Nhiều người hâm mộ đã tự hỏi rằng liệu hình xăm mới của Sunmi này có phải là hình xăm vĩnh viễn hay không và đã để lại rất nhiều bình luận hỏi nữ idol về vấn đề này. Sau đó cô nàng đã trả lời fan và giải thích rằng hình xăm trong bức ảnh chỉ là hình xăm dán và sẽ bong ra sau vài ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi tin tức tổng hợp cuối ngày của Knews 24 giờ. Đừng quên chia sẻ video và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày cùng với Knews 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.